Hello, hello, xin chào tất cả các bạn, lại là Cường đây. Mình hôm nay sẽ tiếp tục cái series phân biệt nước hoa OPEC. Và cái chai nước hoa ngày hôm nay của mình nó sẽ là cái chai nước hoa Na Trắng. Cái này là mình, tất cả các cái chai nước hoa trong cái mình làm phân biệt OPEC này, mình đã mua cùng một đợt rồi. Và mình đã đang làm từng chai một. Và hôm nay nó sẽ đến cái chai này vì sao? Vì bây giờ bắt đầu vào hè rồi. Trong các cái chai của nhà Narciso ấy thì mình thấy gần như chỉ có chai Napremus này là có thể sử dụng được vào mùa hè, và các bạn hay tìm kiếm nó để là một giải pháp thay thế cho những người mà muốn dùng được cái mùi xạ hương nhưng vào mùa nó mát, mùa nó nóng như thế này thôi. Và đấy cũng chính là lý do mà mùa hè này mọi người bị fake chai này cực kỳ nhiều. Và với một cái chai nước hoa fake như mình đang cầm ở trên tay này thì bình thường đang như mình đang mua nhá, mình mua theo số lượng đấy, mình cứ đặt 10-20 loại một lúc về thì họ đang bán cho mình với giá là 350. Còn như bình thường như bọn nó mua về, bọn nó lừa đảo mọi người, thì cái chai này có thể nó bán cho mọi người với giá là 999.000, 1.200.000, 1.500.000 thì đó, tùy vào các cái thằng nó bán và tùy cái việc là nó dẻo miệng, nó khéo mồm, nó lừa được các bạn đến đâu. Và video này sẽ giúp các bạn có thể phân biệt được nó từ ngoài vào trong một cách đơn giản nhất. Ok, giờ thì chúng ta bắt đầu nào. Như mọi video trước thì bây giờ để các bạn có thể dễ dàng phân biệt cái series này và các bạn không bị rối thì các bạn lưu ý cho mình nhé, là cái chai nước hoa ong mình sẽ luôn đặt ở phía bên tay phải so với góc nhìn của các bạn, còn chai nước hoa fake thì luôn đặt ở phía bên tay trái so với góc nhìn của các bạn. Và bây giờ bạn nào đang có chai nước hoa Narciso Premus Na Trắng này rồi thì các bạn có thể mang ra đây cùng mình và chúng ta bắt đầu cùng đi phân biệt cái này. Và bạn nào đang chưa mua, chuẩn bị mua thì các bạn có thể từng phần một mình phân biệt đến đoạn nào, các bạn có thể dừng video chụp màn hình lại để có thể khi đến chỗ mua các bạn có thể phân biệt tại chỗ được nhé. Ok, giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên của cái series của cái phần phân biệt này, là chúng ta sẽ đi vào phân biệt từ phần bên ngoài, từ cái phần siêu của cái chai nước hoa. Đây là cái phần mà gọi là chúng ta khi ban đầu nhìn vào nó đập thẳng vào mặt luôn rồi đấy, đúng không ạ? Đối với cái chai ao nhá thì các bạn để ý cho mình nhá, là cái phần kết thúc siêu của chai ao ấy nó sẽ ở phía bên tay trái so với góc nhìn của các bạn. Còn khi các bạn nhìn sang này, đối với chai fake nhá, cái phần kết thúc siêu này nó lại nằm ở phía bên tay phải. Và ở đây thì Cường sẽ có một cái thước, thì Cường sẽ đo luôn cái sự chênh lệch về cái dán siêu của hai cái chai này. Thì đối với chai eo các bạn ý cho mình nhá, mình đo được ở đây là kích thước siêu ấy nó là khoảng tầm 0.7 cm. Còn khi mình nhìn sang, mình đo sang đối với chai fake này này, mình đo nó ở đây nó đến tận 1.8 cơ mọi người ạ, có nghĩa là nó hơn cả gấp đôi cơ. Tiếp đến nhá, các bạn ý cho mình nhá, cái phần dán siêu ở cái phần trên nắp này này, thì đối với cái chai eo ấy mình đang đo được ở đây nó đang là 0.9 cm. Còn đối với cái chai fake thì mình nhìn ở đây nó rất là to này mọi người này, rất là to luôn, 1.7 cm cơ. Để cho mọi người và kể cả xem ở các cái phần video chám ấy nó cũng sẽ dễ hơn ấy, thì mình sẽ bóc cái siêu này ra để cho chúng ta tiện nhìn ở phía bên trong hơn. Thực ra là các bạn không cần bóc siêu này, các bạn vẫn có thể phân biệt vài các chi tiết tiếp theo ở phần bên ngoài, nhưng mà khi mình bóc siêu ra mình quay cho các bạn thì nó sẽ dễ nhìn hơn nhé. Mình trước tiên là mình sẽ nhìn qua tổng thể của hai cái chai này một chút này. Về cơ bản ấy là nó không khác nhau quá nhiều. Nếu như mình nhìn ở đây thì nó sẽ chỉ có một vài chi tiết để các bạn có thể dễ dàng phân biệt được thôi. Trước tiên là các bạn để ý cho mình nhé, với cái chi tiết ở cái phần chữ này này, phần chữ ở trước các bạn để ý cho mình nhé, cái phông chữ của chữ Forher này nhé. Đối với cái eo này thì nó là một cái phông rất là thẳng hàng mà không bị xiên xẹo gì cả. Còn khi các bạn nhìn sang đối với chai fake này thì cái phông chữ Forher này nó làm từ cái phần đáy này nó hay có cái dấu nó gạch ngang nó rộng ra. Đây, khi mình để ở cái video so sánh này các bạn có thể dễ nhìn được cái này. Đó, các bạn để ý phần ở phần dưới cho mình. Thì đối với chai eo thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có ba cái đặc điểm để các bạn có thể phân biệt được ở phần dưới đáy này. Là cái đầu tiên các bạn nhìn cho mình nhá, cái chữ rep ấy ở phần giữa chai này thì các cái số đằng sau ấy sẽ viết liền lại hết với nhau. Cái thứ hai là ở cái phần ngọn lửa ở trong cái phần chai eo này đã được đưa lên phần giữa và nó chỉ còn duy nhất một cái icon với ngọn lửa này thôi. Các cái phần ký hiệu tiếp theo thì họ đều được cho lên phần phía trên này của cái đáy rồi. Khi các bạn nhìn sang xuống đáy của chai fake thì các bạn sẽ nhìn thấy là thì các cái số ấy nó sẽ được cách ra, là ví dụ 85 cách là 159 này, cách 50 này. Đó, logo ngọn lửa nó vẫn đang được để nhỏ nhỏ và nó ở phần phía dưới góc này. Và nó vẫn còn một cái logo tái chế nữa, nó đối diện luôn. Các bạn nhìn ở phần phía trên của cái nắp đáy hộp này thì nó hoàn toàn không có các cái ký hiệu mới như ở cái phần bên treo. Ok, còn về phần mặt sau nhá thì các bạn để ý cho mình này. Nếu như mình nhìn ở phía bên treo này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có thêm các cái dòng chữ ở phía dưới này, nhỏ ở dưới này thôi. Và nó sẽ đẩy cho cái phông chữ nó cao lên. Còn khi các bạn nhìn sang chai fake ấy thì nó hoàn toàn không có cái dòng chữ nhỏ đấy. Thì mình tiện ở đây nó đang nói về cái phông chữ và cái phông chữ đằng sau này. Thì mình nghĩ là như này, riêng hãng Narciso họ có rất nhiều các cái form chữ, phông chữ cho các cái thị trường khác nhau.
Thế nên cái đặc điểm phía sau này nó không phải là đặc điểm để các bạn có thể phân biệt được Alphax. Và như mình đã bán thì mình có thấy cái dòng Narciso ấy, họ có bán cho rất nhiều thị trường, trong đó có cả thị trường của Hàn Quốc, trong đấy có cả thị trường của Trung Quốc luôn. Và Trung Quốc nó là hình như là một cái thị trường và được Narciso ấy họ cực kỳ ưa chuộng. Thế nên họ làm hẳn một cái form cho nguyên thị trường của Trung Quốc luôn. Thế nên có cả chữ Trung bên trong đối với các chai nước hoa Narciso. Thì các bạn lưu ý cho mình nhá, nếu như giả sử các bạn thấy là cái form đằng sau này nó không giống như các bạn nhìn thì mình thấy nó cũng là hoàn toàn bình thường. Và nó, các bạn lưu ý là chỉ phân biệt bằng hai cái đặc điểm mà mình vừa nói ở đây thôi, ở phần phía bên ngoài. Những cái đặc điểm khác về form chữ, phông chữ đằng sau thì các bạn đừng quan tâm. Nhất là những cái chai mà nó có kể cả có cả cái form chữ, phông chữ của Trung Quốc ấy, thì mình nói luôn là các bạn cũng đừng lo và đừng sợ, vì mình đã gặp cái trường hợp đấy khá nhiều rồi nhé. Mình đã gặp trường hợp đấy riêng với hãng Narciso này khá nhiều rồi. Ok, và bây giờ chúng ta xong phần bên ngoài rồi, chúng ta sẽ đi vào cái phần phía bên trong, cái phần vỏ cát tông này. Đây, mình sẽ bỏ chai nước hoa ra đây. Đây, bỏ chai nước hoa ra đây trước đã. Chúng ta đi vào phần vỏ cát tông trước. Rồi, phần vỏ cát tông ấy thì như mình nhìn thấy đây, cái phần nắp này nó cũng khá giống nhau, nó cũng có các ký hiệu logo giống nhau lắm mọi người ạ, khó phân biệt. Thì ở đây phần vỏ cát tông mình thấy nó có một cái đặc điểm là như này. Nếu mà các bạn nhìn thì đối với cái chai ao nhá, thì được làm là nó màu đen và nó sẽ có cái sọc chéo. Chai phách này nó cũng là màu đen nhưng nó là vân ngang. Rồi ok, bây giờ khi chúng ta cầm trực tiếp hai chai trên tay ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nhận xét ban đầu là như thế này. Là cái chai ao họ làm một cái màu trắng sáng. Còn khi các bạn nhìn sang đối với cái chai phách này, cái màu trắng mà nó hơi ám vàng một chút mọi người ạ. Còn về phần chữ à, phần chữ này thì mình đánh giá ở bên trong là nó khá là tương đồng. Thế nên mọi người gần như không thể phân biệt được từ cái này. Nó có một cái đặc điểm nữa là ở cái phần nắp này này. Thì mình nhìn thấy ở phía trên này nhá, thì cái nắp của chai ao ấy nó không có cái chấm tròn. Còn nắp của chai phách, điểm đầu tiên là các bạn nhìn thấy luôn là cái nắp của chai phách nó có chấm tròn này. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần đáy chai đi. Đối với cái chai ao ấy thì các cái chữ này được khắc và nhìn nó trong suốt. Đối với cái chai phách nhá thì cái chữ nó in nó sẽ kiểu nó mờ hơn, nó không được rõ nét và nó hơi méo mó một chút. Nó có một cái chi tiết là như này, thì các cái chai của dòng Narciso ấy nó có một vài mã, ở phần bên trong ấy sẽ có một cái lớp giấy bạc được bao phủ vào, xong sau đấy họ bắt đầu mới cho nước hoa vào. Thì cái lớp giấy bạc đấy nó sẽ làm cho bạn là không nhìn được vào phần bên trong của cái chai này. Khi mọi người đặt một cái đèn flash lên, mọi người dọi qua thì sẽ không nhìn được phần bên trong. Nhưng còn đối với cái chai phách nhá, thì khi các bạn đặt cái đèn flash đây, các bạn soi này, các bạn sẽ nhìn rõ luôn, vì ở bên trong này nó không có lớp giấy bạc đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nắp của hai chai này ra để mình xem ở phần bên trong nhé mọi người nhé. Thì mình nhìn ở phía bên trong nắp của chai ao ấy, nó sẽ gồm có hai cái nắp. Còn khi các bạn nhìn sang đối với chai phách này, cái nắp này mình cảm giác nó đơn giản hơn rất nhiều ấy. Nó chả có gì cả, bên trong nó có trơn tuột xong nó liền mạch nha thôi, nó chả có gì cả. Nắp chai phách này nó đơn giản lắm mọi người ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần nó dễ phân biệt hơn, là đối với cái phần đầu xịt, đầu spray. Thì các bạn ý nhá, đối với chai ao, cái đầu spray, cái tâm xịt này được sơn màu đen. Còn khi các bạn nhìn sang đối với cái chai phách nhá, tâm xịt này nó lại là màu trắng. Còn phần bên trong thì các bạn ý nhá, đối với chai ao này, cái phần nhụy bên trong ấy là hãng họ làm là sẽ gồm có hai nấc và nó tròn to. Khi các bạn nhìn sang chai phách nhá, nhỏ một chút. Và phần trên này nó sẽ gồm có thêm một nấc này, nó là tổng là ba nấc này. Và cái phần ở giữa ấy, các bạn ý này, nó sẽ có một cái viền hở này ra và ở trong này sẽ có một cái lò xo. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến cái phần trụ cố định ở bên trong. Thì đối với cái chai ao ấy, cái trụ cố định này được làm là một cái màu vàng và hãng họ làm nó tương đối khít, tương đối sát so với cái nhụy. Còn khi các bạn nhìn sang đối với chai phách nhá, thì cái trụ cố định này thì nó lại làm là màu bạc. Đây cũng là một đặc điểm để dễ phân biệt này. Và nó hở hơn nhiều so với cái chai ao ở bên kia. Thường đến đây thì mình bắt đầu sẽ làm là mình sẽ nói về cái mùi hương của cái chai nước hoa này, vì bây giờ cái phần phân biệt nó đã xong rồi. Nhưng mà do các bạn thấy này, Narciso có quá nhiều loại, quá nhiều mã. Và cái đó có một cái đặc điểm chung của dòng Narciso này thì mình nói mọi người là nó sẽ có một cái mùi xạ theo. Gần như tất cả các chai nước hoa của dòng Narciso đều có mùi xạ hương. Đấy là cái mùi rõ ràng nhất của cái thương hiệu này. Và với những cái chai na trắng này ấy, vì sao mà các bạn mình nói với các bạn ngay từ đầu là chai này mùa hè họ hay dùng được ấy, là vì Narciso là trong cái chai na trắng thì cái mùi xạ được blend mùi nhẹ nhất và mùi dễ chịu nhất, nó dễ ngửi nhất. Và nó kết hợp thêm với một chút mùi của Casmiran và với các cái mùi hương hoa nó tổng hợp lại. Thế nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều và khi mình xịt lên nó có cái cảm giác là nó thanh mát nhẹ lúc mình mới dùng. Nhẹ thôi nhá, nói thật là xạ hương thì đối với mình lúc nào nó cũng là một cái mùi nó tỏa, nó đậm và nó nồng hơn rồi. Nhưng mà chị em rất thích mùi này mọi người ạ, cực kỳ thích luôn.
Và đó là mùi hương cơ bản của cái chai na trắng. Và mình sẽ có một cái video nói về tất cả các cái chai na mình đang có ở đây, và một cái video cụ thể hơn. Ok, và đấy là cái mùi hương của chai na trắng xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình đập cái chai fake kia đi. Ba mươi giây dành cho quảng cáo. Mình đang có một chương trình dành cho các bạn đã đăng ký kênh, là một mã ưu đãi mang tên là Mất Siêu, được giảm giá trực tiếp 15% khi mua hàng tại website apanic.vn, áp dụng cho các sản phẩm đã bóc siêu, test mùi trong quá trình mình làm video phân biệt outfake mọi người nha. Và bây giờ mình đã vừa đập xong rồi, thì và đó là toàn bộ những cái phần mà các bạn cần phải quan tâm khi các bạn muốn phân biệt được outfake của cái chai Narciso Premier này, hay còn gọi là na trắng ở tại thị trường Việt Nam. Và nếu các bạn thấy cái video của mình hay ấy, và những cái gì mà Cường chia sẻ nó là hữu ích, thì các bạn cho Cường nhé xin một like này, một đăng ký kênh, và đặc biệt là các bạn bấm vào cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để các bạn không bỏ lỡ các cái video mà Cường ra ở trong tương lai. Còn bây giờ thì nó hết video rồi, thì mình xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào.